skill data speed to start when driving on the next round, the only way to reopen. Ở đây, nhìn ở đây thì cái cửa kia nó mở kìa. Giờ nó mới mở à? Ôi thôi chào ông rồi. Game này đốt thời gian được đấy các bạn ạ. Ui. Cũng như là luyện tập cái sự kiên nhẫn. Đi lại. Đấy. Đi lại. Ui. Cũng như là luyện tập cả cái sự chính xác nữa. Ôi nó. Ơ. Ấy. Không thể nào dùng tốc độ trong tựa game được các bạn ạ. Ai u. Đi ngược lại coi. Sỏi. thôi xong. Trời ơi. Đây là 30 lần rồi đấy. Đây là lần thứ 30 đấy. Này, cửa đây nhìn mở này. Đến gần nó lại đóng thế nào nhỉ? Là sao? Không hiểu nhỉ? Ở đây giờ nhìn nó lại đóng kìa. Đây có hướng dẫn gì không nhỉ? Có thể hiểu được các bạn ạ. Giờ nhìn thế này mở kìa. Thế nào? Hay lấy đà bay từ đây qua bên đó được không nhỉ? Ai giờ nhìn nó lại mở các bạn ơi. Thế nào? What the hell? Giờ nó lại mở ấy. Thế nào nhỉ? À, nó mở một thời gian nhất định thôi. Lúc sau lại đóng. Mình thử đợi một tí nhá, xem nó có mở không. Bây giờ đi đến đây mấy lần rồi, lần nào nó cũng đóng cửa. Mở xem nó. Mở đi chứ. Mở đi, chơi. Này đợi khi nào nó vui nó mới mở, khi nào nó không vui thì nó không mở à? Vãi lúa nhỉ. Này ai may mắn thì mới qua được cái màn này à? Ô thế thì bực bội nhỉ. Thôi rồi, mình sẽ đi tiếp. What? À cái thang kia mình quên mất. Không nhìn kịp chứ phải là quên. Xuống cái nào. Rồi, lên. Bên trái. Có đường mũi tên vẽ dưới đường nữa các bạn. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Cái này thì bay quá. Phải có đà các bạn ạ. Ai.
Sao rồi? Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Bay. Sao rồi? Bay luôn. Ây dù. Lại phải chạy từ đâu rồi. Xong rồi. Như Need for Speed vậy. Ây. Trời. Bay tiếp à. Đấy đà nha các bạn. Suýt nữa thì lật xe luôn. Bây giờ là trái à? Không, đường cụt rồi. Sẽ bay tiếp các bạn ạ. Đến đà thật xa. Ôi thôi xong, nhầm. Mày quá. Đúng rồi bên này không? Đúng bên này. Này à? Cái này cái gì đấy? À mìn các bạn ạ. Ôi thật thế đấy. Cái quả mìn này là sao khó được anh? Cái nhỏ, đúng không? Bây giờ là lại... Cái này là cầu thang đi lên các bạn ạ. Đó kìa. À, bay qua các bạn ạ. Lại phải đi đà thôi. Đây, mình sẽ lấy đà từ đây. Điều chỉnh. Rồi. Đẹp. Ôi. Mày quá. Sao lại lên. Sao lại lên bây giờ. Lên thế nào. What the fuck. Đuôi nhau à. Fuck. Bên này thì đừng cua tôi. Hoàn hảo. À. Vậy mà cũng hoàn hảo như vậy thì nó mới lên được các bạn ạ. Ui. Đầy đủ. Cái này đủ đá không nhỉ. Chắc chắn là không. Ôi chơi lại từ đây luôn á. Đấy đi. Chứ như vậy. Ôi ơ. Lấy đà ngang à. Phải lấy đà ngang các bạn ạ. 1, 2, 3. No. Trời ơi. Mình bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi. Và lại để tốc độ nó lấn át lý trí rồi. Rồi. À. Thôi rồi, dừng lại đây đây nhá. Game này của chúng ta đại khái là như vậy. Leslie. Delivery, chứ nào. Chúng ta sẽ liên tục phiêu lưu qua từng màn một. Đây chỉ là một màn thôi nhá. Một màn mà các bạn thấy rất là dài đúng không nào. Mình không biết là bao giờ mới kết thúc cái màn một đấy nữa. Thì để download và cài đặt cái tựa game này, các bạn nhìn số phần mô tả bên dưới video nhá. Mình có để một link thôi. Đó là một link game chứ nào. Và trong link game này thì các bạn có thể thế nào nhỉ,
ở trong linh game này nó có hai bản, một bản dành cho Win 32 bit và một bản dành cho Win 64 bit. Như vậy là Win 3264 được chơi được đúng không nào? Và làm thế nào để biết được Win các bạn bao nhiêu bit ấy, thì các bạn hãy chuột phải vào cái phần My Computer của các bạn nhé. Như mình là Deep PC à, Property. Ở đây các bạn nhìn thấy cái phần System tab, các bạn nhìn thấy con chuột của mình nhá. Chỗ này nó ghi 64 thì các bạn cài bản 64. Còn chỗ này nó ghi 32 thì các bạn cài bản 32 bit chưa nào. Ở đây mình là 64 đúng không? Cho nên là mình sẽ cài bản 64 bit. Mình sẽ mở bản 64 bit đây nhá. Ở đây mình chạy file setup. Open. Như vậy thì game này tính ra nó chỉ có khoảng 4 GB thôi đúng không? Nhưng mà tất cả chúng ta sẽ download khoảng tầm 8 GB. Ở đây thì mình sẽ vào phần browser, chọn vị trí mà mình sẽ lưu cái tựa game Deadly Delivery này lại được chưa nào. Thì mình sẽ lưu bằng lĩnh ở ổ D thôi. Còn các bạn lưu ở đâu thì tùy chọn nhá. Sau khi các bạn chọn xong thì các bạn ấn OK chưa nào. Rồi mình sẽ bỏ chọn phần Create a Start Menu Folder, sau đó thì ấn Install. Quá trình cài đặt game rất là nhanh đúng không nào? Game rất là nhẹ mà. Đây, như các bạn đã xem phần trailer vừa nãy thì các bạn có thể hình dung mường tượng được một chút về cái gameplay của cái tựa game này rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ điều khiển chiếc xe này vượt qua các chướng ngại vật để chở cái kiện hàng này đến đúng vị trí mục tiêu. Nghe rất là dễ thôi nhưng mà thực ra là các nhà thiết kế game đã thiết kế cho cái đường đi của chúng ta nó rất là nhiều trắc trở, đầy thử thách luôn. Được rồi, sau khi đã xong thì các bạn ấn được finish đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại file crack. Ở đây mình đã để sẵn hai file crack, đó là 32 và 64. Thì các bạn nhớ là các bạn cài bản nào thì các bạn dùng crack bản đó nhá. Mình thì dùng crack bản 64. Ở đây có file engineer này. Thì các bạn copy nguyên cái file engineer này nhá. Copy lại. Sau đó thì các bạn quay lại nơi mà các bạn đã cài đặt cái tựa game Deadly Delivery. Ở đâu nhỉ? Ở đây. Delivery được chưa nào? Ở đây thì các bạn dán đề ra, dán đề thẳng ra file game luôn nhá. Này, replay the file nhé các bạn. Nó sẽ tự động chèn những cái file cần thiết vào trong cái file engineer này. Bây giờ thì chúng ta có thể chiến game được rồi bằng cái icon từ ngoài màn hình chưa nào. Thì bây giờ mình hoàn thành video hướng dẫn các bạn là download và trải nghiệm qua một chút về cái gameplay của tựa game Deadly Delivery rồi đúng không nào. Tựa game mình thấy, theo mình thấy thì cũng rất là hay đấy, đốt thời gian rất là tốt đấy. Thì bây giờ thì hoàn thành rồi, chúc các bạn download thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.